Thời gian qua, phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thanh Hóa đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Nhiều người dân tự nguyện hiến đất ngày công góp sức cùng chính quyền đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng, góp phần không nhỏ trong hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Riêng từ năm 2021 đến nay, người dân trong tỉnh đã hiến khoảng 150 hectare đất để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Tuyến đường này trước đây có chiều ngang chỉ từ 2 đến 3 mét. Khi xã vận động hiến đất, mở rộng đường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các hộ dân của thôn Hiền Thôn, xã Hoàng Đạo, huyện Hoàng Hóa đều đồng lòng tự nguyện phá dỡ tường rào, công trình phụ để góp đất làm đường. Ngày xưa thì đường hẹp nhưng bây giờ đường mới từ 7-8 mét trở lên. Thôn đang tiến hành hiến đất, phá tường rào để xây lại tường mới, mở rộng đường thanh thang. Mọi người trong cộng đồng đều hướng, mọi người rất là phấn khởi, hồ hởi. Theo số liệu thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2001 đến nay, người dân trên địa bàn tỉnh đã hiến khoảng 150 hectare đất, di rời phá dỡ 650 nhà ở dân cư, hơn 2.400 công trình như tường rào, cổng nhà, sân vườn, đóng góp trên 640 tỷ đồng, gần 600.000 ngày công lao động để chỉnh trang hạ tầng nông thôn. Một số địa phương đã có cách làm bài bản sáng tạo, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo thành phong trào hiến đất mở đường có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điển hình như các huyện Triệu Sơn, Hà Trung, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương. Có rất nhiều các tập thể cá nhân, hộ gia đình, đặc biệt là thực hiện theo cái nêu gương của cán bộ đảng viên, là rất là tự nguyện hiến đất để mở rộng các cái tuyến đường, đảm bảo theo các cái tiêu chuẩn. Và cũng rất nhiều hộ gia đình cá nhân đã tự nguyện tháo dỡ rất nhiều các cái công trình, từ nhà ở và một số công trình đảm bảo sinh hoạt khác. Và thời gian vừa qua thì trên địa bàn huyện, cái phong trào này cũng đã được triển khai đồng bộ diện rộng ở trên tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Huy động là tổng lực cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là các người dân. Vì vậy mà đến nay thì Quảng Hòa đã có trên 500 hộ đã tham gia là hiến đất để mở rộng đường giao thông. Và đến bây giờ thì bộ mặt nông thôn của xã Quảng Hòa thì có thể nói rằng hệ thống giao thông là hết sức khang trang. Các phương tiện xe cơ giới, xe ô tô đi lại là nó rất là thuận lợi. Đấy thì có thể nói đây là một trong cái điều đáng mừng để là cái tiền đề để Quảng Hòa hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Để lan tỏa phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền vận động được các địa phương đặc biệt quan tâm, làm cho mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc hiến đất mở đường, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của bản thân gia đình. Nhiều địa phương đã ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào hiến đất, đóng góp tiền của chung sức xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như hộ gia đình ông Quản Văn Dũng ở thôn Quản Xá, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, gia đình ông Phạm Sĩ Giới, thôn Hiển Đông, xã Quảng Lưu, gia đình bà Nguyễn Thị Phớt ở thôn Hòa Trinh, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, gia đình ông Lê Quang Hòa, thôn Thạch Khê Tiên, xã Đông Khê, gia đình ông Phan Xuân Thịnh, thôn 5, xã Đông Minh, gia đình ông Phạm Ngọc Giới, trưởng thôn Phú Bình, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn. Mỗi hộ gia đình đã hiến từ 100 đến vài trăm mét vuông đất cùng các công trình phụ, thậm chí có hộ đóng góp hàng tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Người cán bộ đảng viên là phải quyết tâm làm thế nào xây dựng về cái việc nông thôn mới để như vậy là đạt được các cái chỉ tiêu mà cái việc là từ tỉnh đến huyện giao cho, mà nhìn lại cái đời sống của nhân dân khi mở ra cái việc giao thông nông thôn mới thì đây quả là một trong những các cái điều là thấy là nông thôn là có thay đổi và biến chuyển rất là tốt. Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức họp dân, bàn bạc dân chủ công khai, minh bạch. Nên trên hiện nay trên địa bàn toàn huyện, các địa phương đã có chủ trương hiến đất thì đều được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ đẩy mạnh phong trào hiến đất, tính riêng trong năm 2023, các địa phương đã đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, cải tạo trên 4.580 km đường giao thông nông thôn. Những con đường rộng rãi, khang trang, sạch đẹp không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.